Xin mến chào quý vị đang đến với bản tin phân tích chuyên sâu của kênh The Saigon Post. Thưa quý vị, lịch sử nhân loại đã chứng kiến không ít đế chế sụp đổ. Có những đế chế ngã xuống trong huy hoàng sau những trận chiến sinh tử. Có những đế chế tàn rã trong thầm lặng trước sức mạnh của thời gian. Nhưng có lẽ chưa bao giờ thế giới được chứng kiến một cường quốc tự làm nhục mình một cách đau đớn và thảm hại như các nước Nga đang thể hiện trong cuộc xâm lược Ukraine. Đây không chỉ là câu chuyện về một chiến dịch quân sự thất bại. Đây là bi kịch của một đế chế tự sụp đổ từ bên trong, nơi mà dối trá không còn là một hành vi đáng xấu hổ mà đã trở thành DNA của cả một hệ thống. Nơi mà tham nhũng không còn là một căn bệnh cần chữa trị mà đã biến thành cách sống chính thống. Và nơi mà ảo tưởng về sức mạnh đã trở thành liều thuốc phiện mà cả hệ thống phải phụ thuộc để tồn tại. Điệu vũ tử thần của một đế chế. Trong tiếng Nga có một từ đặc biệt, Vranjo. Nó không chỉ đơn thuần là nói dối. Nó là cả một nghệ thuật, một văn hóa, một điệu múa phức tạp, nơi mọi người đều biết sự thật, nhưng chọn cách sống trong dối trá. Như một vở kịch surreal, nơi diễn viên và khán giả đều biết đó là kịch, nhưng tất cả đều phải giả vờ tin đó là thật. Hãy tưởng tượng cảnh tượng này. Một chỉ huy đơn vị báo cáo rằng toàn bộ binh sĩ của mình đều là những xạ thủ thiện xạ, trong khi thực tế họ chưa từng được bắn đạn thật. Cấp trên nhận báo cáo, biết đó là dối trá, nhưng vẫn gật đầu tán thưởng. Báo cáo được chuyển lên cấp cao hơn. Và cứ thế, cho đến khi nó đến tay Putin, người có lẽ cũng hiểu đó là dối trá, nhưng vẫn ra quyết định dựa trên những con số giả mạo đó. Kết quả, một đội quân được cho là hùng mạnh thứ hai thế giới phải in hướng dẫn sử dụng vũ khí từ Wikipedia. Những đơn vị thiết giáp phải dùng bản đồ từ thời chiến tranh lạnh. Binh sĩ phải cướp bóc hiệu thuốc địa phương để có đủ thuốc men cứu thương. Đây không còn là một chiến dịch quân sự. Đây là một vở hài kịch đen. FSB khi điệp viên trở thành diễn viên hài. FSB, cơ quan tình báo hùng mạnh được thừa kế từ KGB huyền thoại, đã biến mình thành một nhà xuất bản chuyên sản xuất truyện cổ tích. Được cấp hàng triệu đô la để đánh giá tình hình Ukraine, thay vì gửi điệp viên xuống thực địa thu thập thông tin, họ chọn cách ngồi trong văn phòng sang trọng ở Moscow để viết nên những câu chuyện hoang đường về một Ukraine thân Nga. Trong thế giới tưởng tượng của FSB, Ukraine là một đất nước đang khao khát được giải phóng, nơi người dân đang nóng lòng chờ đợi xe tăng Nga để tung hoa chào đón. Họ vẽ nên bức tranh về một chính quyền yếu ớt sẽ sụp đổ chỉ sau vài giờ tấn công. Những câu chuyện này không khác gì những tập phim tuyên truyền thời Liên Xô, đẹp đẽ, hào hùng và hoàn toàn không có thật. Sự khác biệt giữa FSB và CIA của Mỹ nằm ở chính cấu trúc của họ. CIA hoạt động trong một môi trường cạnh tranh với nhiều cơ quan tình báo khác, nơi mỗi báo cáo đều phải trải qua quá trình kiểm chứng chéo gay gắt. FSB, ngược lại, là một ốc đảo của những kẻ nói dối chuyên nghiệp, nơi không ai dám thách thức câu chuyện của người khác, vì tất cả đều đang diễn chung một vở kịch. Kết quả, thay vì những bông hoa chào đón, quân đội Nga được tiếp đón bằng cocktail Molotov. Thay vì một chiến thắng chớp nhoáng, họ vấp phải một cuộc kháng cự quyết liệt. Và giờ đây, người đứng đầu cục 5 FSB, Sergei Beseda, đang có nhiều thời gian để suy ngẫm về nghệ thuật viết tiểu thuyết của mình trong tình trạng quản thúc tại gia. Chiến dịch đặc biệt hay tấn hài kịch đặc biệt? Nếu bạn muốn biết cách không nên tiến hành một cuộc chiến tranh hiện đại, hãy nhìn vào cách Nga xâm lược Ukraine. Đây là một bài học sách giáo khoa về cách phá hủy hoàn toàn uy tín của một cường quốc quân sự. Nếu chiến dịch Desert Storm của Mỹ tại Iraq là một bản giao hưởng được dàn dựng hoàn hảo, thì cuộc xâm lược Ukraine của Nga giống như một buổi biểu diễn của ban nhạc nghiệp dư, nơi mỗi người chơi một bài khác nhau và không ai nghe theo nhạc trưởng. Hãy tưởng tượng cảnh tượng này. Những đơn vị thiết giáp Nga tiến vào Ukraine với bản đồ từ thời chiến tranh lạnh, như những du khách lạc đường với tấm bản đồ cũ của ông nội.
binh sĩ được lệnh đi theo xe phía trước mà không biết mình đang đi đâu, như những con cừu trong đàn. Và khi cần liên lạc, họ dùng điện thoại di động cá nhân, biến mỗi cuộc gọi thành một tín hiệu dẫn đường chính xác cho pháo binh Ukraine. Trong khi đó, không quân Nga thể hiện như những diễn viên xiếc thiếu kinh nghiệm. Máy bay chiến đấu bay đơn độc không có hộ tống, như những con mồi béo bở tự nguyện hiến mình cho tên lửa phòng không Ukraine. Quy trình phê duyệt mục tiêu của họ chậm chạp đến mức khó tin, mất 3 ngày để được phép tấn công một mục tiêu đã di chuyển từ lâu, như một võ sĩ đấm vào không khí 3 ngày sau khi đối thủ đã rời võ đài. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh, tuyên truyền luôn đóng vai trò quan trọng. Nhưng có lẽ chưa bao giờ người ta chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như trang trại bò trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nơi những người ủng hộ cuồng tín không chỉ tin vào tuyên truyền mà còn tự nguyện trở thành những nghệ sĩ xiếc trong gánh xiếc tuyên truyền của Điện Kremlin. Đây không đơn thuần là một nhóm người ủng hộ Putin, họ là hiện thân của một hội chứng tâm lý phức tạp, nơi thực tế và ảo tưởng đan xen đến mức không thể tách rời. Họ giống như những tín đồ của một giáo phái, nơi mỗi thất bại càng củng cố thêm niềm tin mù quáng của họ. Khi Nga thua trận ở Kyiv, họ tuyên bố đó là chiến thuật điều hướng chú ý. Khi quân Nga tháo chạy khỏi Kharkiv, bỏ lại cả kho vũ khí, họ gọi đó là tái triển khai chiến lược. Khi soái hạm Moskva, niềm tự hào của hạm đội biển đen Nga, chìm xuống đáy biển, họ cho rằng đó là nước cờ cao nhằm đánh lừa NATO. Những diễn giải này không khác gì việc tự nhận mình vừa bị cướp là một hình thức quyên góp từ thiện bất đắc dĩ. Điều đáng nói là những con bò này đôi khi cũng là những người có học thức, có khả năng tư duy logic trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Nhưng khi đề cập đến Tổng thống Putin và cuộc chiến ở Ukraine, họ bị đoản mạch não bộ. Họ có thể chỉ trích tham nhũng ở địa phương, nhưng lại tin rằng quân đội Nga hoàn toàn trong sạch. Họ có thể phân tích sắc bén về kinh tế thị trường, nhưng lại cho rằng các lệnh trừng phạt đang giúp nước Nga mạnh lên. Họ có thể là những chuyên gia công nghệ thông tin, nhưng lại tin rằng những video về thất bại của Nga đều là CGI của Hollywood. Sự sáng tạo trong việc biện minh của những con bò đạt đến tầm nghệ thuật điện ảnh, xứng đáng được trao giải Oscar cho kịch bản viễn tưởng hay nhất. Mỗi thất bại của Nga đều được họ biến thành một chiến thuật đặc biệt với những lý giải phi logic đến mức gây choáng váng. Khi xe tăng Nga bốc cháy trên chiến trường, họ tự tin tuyên bố đó là cuộc thử nghiệm khả năng chịu nhiệt của thiết giáp. Những đoàn binh sĩ Nga đầu hàng hàng loạt được họ giải thích như một chiến dịch thâm nhập hàng ngũ địch tinh vi. Và khi quân Nga hoảng loạn bỏ chạy để lại cả kho vũ khí, họ cho rằng đó là một cách đánh lừa tình báo phương Tây vô cùng thông minh. Chiến lược thâm sâu là một khái niệm được họ sử dụng để biện minh cho những thất bại chiến lược lớn. Thất bại ê chề ở Kyiv được họ mô tả là một kế hoạch thiên tài nhằm dụ Ukraine phân tán lực lượng. Cuộc tháo chạy khỏi Kharkiv bỗng nhiên trở thành một hành động nhân đạo cao cả, tạo hành lang an toàn cho dân thường. Còn việc quân Nga buộc phải rút lui khỏi Kherson đã chẳng qua là một bước đi chiến lược để tái cấu trúc chiến tuyến. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là cách họ biện minh cho những hậu quả thảm khốc mà cuộc chiến mang lại cho nước Nga qua cái mà họ gọi là kế hoạch vĩ đại. Nền kinh tế suy thoái không phải là thất bại, đó là cơ hội để Nga tự cường hóa. Việc bị cô lập trên trường quốc tế được họ ca ngợi như một bước đi táo bạo để xây dựng trật tự thế giới mới. Và khi uy tín của Nga sụp đổ trên toàn cầu, họ tự hào tuyên bố rằng đó chính là thời điểm để phô bày bộ mặt thật của phương Tây. Quả thật, óc sáng tạo của những người này có thể khiến cả Hollywood phải ghen tị. Bi kịch lớn nhất của trang trại bò không phải là việc họ tin vào những điều phi lý, mà là cách niềm tin đó góp phần kéo dài cuộc chiến và làm gia tăng thương vong. Bằng cách liên tục biện minh cho thất bại và ủng hộ tiếp tục chiến tranh, họ đang góp phần gián tiếp vào việc đẩy thêm nhiều người Nga và Ukraine vào cái chết. Hơn nữa, thông qua việc lan truyền những luận điệu tuyên truyền, họ đang giúp Điện Kremlin duy trì một bức màn khói che đầy thực tế, khiến người dân Nga càng lún sâu vào thế giới ảo tưởng. Đây chính là vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Càng nhiều người tin vào những lời biện minh phi lý, càng khó để xã hội Nga đối mặt với sự thật và thay đổi. Hậu quả, khi giấc mơ đế chế biến thành cơn ác mộng. Cuộc xâm lược Ukraine đã trở thành cơn địa chấn làm rung chuyển mọi trụ cột quyền lực của Nga. Không chỉ phơi bày những yếu kém của quân đội, nó còn phá nát hoàn toàn hình ảnh về một nước Nga hùng mạnh mà Điện Kremlin đã dày công xây dựng qua nhiều thập niên. Giống như một ảo thuật gia bị lột mặt nạ giữa màn diễn,
Nga đã để cả thế giới nhìn thấy sự thật trần trụi đằng sau những màn khói và gương của mình. Quân đội hùng mạnh thứ hai thế giới bỗng chốc bị phơi bày như một đội quân thiếu tổ chức, thiếu kỷ luật và lạc hậu. Những chiếc xe tăng hiện đại tự hào của Nga nằm rải rác khắp đồng quê Ukraine như những khối sắt vụn. Binh sĩ được cho là tinh nhuệ thì hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng, hoặc phải dùng điện thoại di động cá nhân để liên lạc chiến trường. Hình ảnh về gấu Nga hùng mạnh tan biến, thay vào đó là bức tranh về một con gấu già nua, ốm yếu, chỉ còn biết gầm gừ trong tuyệt vọng. Thay vì khôi phục vinh quang đế chế như mong muốn, Putin đã đẩy nước Nga vào một vị thế tệ hại chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại. Đất nước của ông ta giờ đây giống như một gã khổng lồ bị thương, vẫn còn to lớn, vẫn còn nguy hiểm với kho vũ khí hạt nhân, nhưng đang chảy máu từ vô số vết thương tự gây ra. Vết thương sâu nhất không đến từ các đòn trừng phạt của phương Tây, không phải từ việc mất đi thị trường châu Âu hay nguồn thu từ dầu khí. Vết thương chí tử đến từ sự sụp đổ của chính hệ thống mà Tổng thống Putin đã gầy công xây dựng, một hệ thống dựa trên nỗi sợ hãi, dối trá và tham nhũng. Bài học từ một thất bại lịch sử. Khi dối trá trở thành chính sách quốc gia. Thất bại của Nga không bắt đầu từ ngày đầu tiên tấn công Ukraine. Nó đã manh nhà từ nhiều năm trước, khi dối trá được thể chế hóa thành chính sách quốc gia. Khi một đất nước không còn khả năng nhìn nhận thực tế, khi mọi thông tin đều phải qua lăng kính méo mó của tuyên truyền, khi sự thật trở thành kẻ thù của nhà nước, thì thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. So sánh với cách Mỹ tiến hành chiến tranh tại Iraq, dù có thể tranh cãi về tính chính đáng của cuộc chiến, nhưng ít nhất quân đội Mỹ biết mình đang làm gì. Họ có thông tin tình báo thực tế, có kế hoạch chi tiết, và quan trọng nhất, họ có khả năng thừa nhận và sửa chữa sai lầm. Khi một chiến thuật không hiệu quả, họ điều chỉnh. Khi một kế hoạch thất bại, họ thay đổi. Nga, ngược lại, không chỉ không biết mình đang làm gì, mà còn không có khả năng nhận ra điều đó. Họ cứ lặp đi lặp lại những sai lầm, như một người say cứ đâm đầu vào cùng một bức tường. Hệ thống dối trá của Nga đã tạo ra một vòng luẩn quẩn tự hủy diệt. Cấp dưới nói dối cấp trên về tình hình thực tế. Cấp trên đưa ra quyết định dựa trên những thông tin sai lệch, dẫn đến thất bại, và chu kỳ này tiếp tục. Điều đáng nói là ngay cả khi thất bại đã rõ ràng, họ vẫn tiếp tục dối trá, không phải vì họ tin vào chiến thắng, mà vì họ không còn biết cách nào khác để tồn tại. Di sản của một cuộc chiến tự sát. Hậu quả của cuộc xâm lược này sẽ ám ảnh nước Nga trong nhiều thế hệ tới. Trước hết là những tổn thất không thể đong đếm về người và của. Hàng chục ngàn thanh niên Nga đã bỏ mạng trong một cuộc chiến vô nghĩa. Những lệnh trừng phạt kinh tế đã đẩy nước Nga lùi lại hàng thập niên về công nghệ và phát triển. Nhưng có lẽ, tổn thất lớn nhất là sự mất uy tín hoàn toàn trên trường quốc tế. Nga đã tự biến mình từ một cường quốc đáng gờm thành một bài học cảnh tỉnh về cách một quốc gia có thể tự hủy hoại mình. Họ đã đánh mất không chỉ vị thế siêu cường, mà còn cả khả năng được coi là một đối tác đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế. Thậm chí những đồng minh thân cận nhất của Nga cũng bắt đầu nghi ngờ về khả năng và độ tin cậy của Moscow. Kết luận, tiếng vọng từ một thảm kịch. Cuộc chiến tại Ukraine sẽ đi vào lịch sử không chỉ như một thất bại quân sự, mà còn là một bài học sâu sắc về cái giá phải trả khi xây dựng một đế chế trên nền tảng của dối trá và ảo tưởng. Khi Tổng thống Putin phát động cuộc xâm lược này, ông ta tưởng mình đang viết lại lịch sử nước Nga. Thực tế, ông ta đã vô tình viết nên câu chuyện về cách một cường quốc có thể tự biến mình thành trò cười của thế giới. Trang trại bò của Điện Kremlin có thể tiếp tục tin vào chiến thắng tất yếu của Nga. Họ có thể tiếp tục diễn giải mỗi thất bại như một phần của kế hoạch vĩ đại. Nhưng lịch sử sẽ ghi nhận đây là một trong những thất bại nhục nhã nhất của một cường quốc trong thời đại hiện đại. Không phải vì họ yếu, mà vì họ đã quên mất cách nhìn nhận thực tế. Có lẽ đó mới chính là bài học lớn nhất từ bi kịch này. Khi một quốc gia đánh mất khả năng đối diện với sự thật, họ không chỉ đánh mất cơ hội chiến thắng, họ còn đánh mất chính mình. Điều này không chỉ đúng với Nga, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ chế độ nào chọn con đường tuyên truyền và dối trá. Và tiếng vọng của bài học này sẽ còn vang vọng lâu sau khi tiếng súng đã im lặng trên chiến trường Ukraine, như một lời nhắc nhở cho các thế hệ tương lai về cái giá phải trả của việc sống trong ảo tưởng. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.